Rồi, rất vui và rất hân hạnh đã gặp lại đại gia đình mến yêu của em, đã quay lại với kênh Cây Cảnh Giá Rẻ nha mọi người ơi. Rồi, kênh của em là bán mai rừng chuyên là bao sống, cả nhà có thể gửi lại nếu khi đã mất thời gian. Đó, gửi lại cho em. Đó, thấy không cả nhà. Cái độ tin cậy của cái bầu bên em là cả nhà khỏi nói đi, tại có rễ cám là mới làm bầu rinh, còn nếu mà rễ cám ít thì không bao giờ làm. Tại vì nếu mà rễ cám nó không có thì để vậy là rất là dễ chết cây, bởi vì bên em bao sống cả nhà khỏi sợ nha. Nó giống kiểu cái này, chân dài mỹ miều đây. Đây một cây chân dài em đã nuôi được 1 tháng đây, mầm này cả nhà. Nó cái bầu thì cũng nhỏ xíu thôi, bầu không cần bự. Tại vì sao? Tại vì nó phải có rễ cám, chỉ cần một rễ cám là nó sẽ nuôi cái nó đến khi nó nuôi cái rễ này cả nhà, thấy không? Chỗ này phần dập nè, nó mà đã bao nhựa cả nhà, thấy không? Nó đã bao nhựa luôn, không phần trắng này cả nhà, nó bao nhựa lên, thấy không? Nó rễ cám, thấy không? Kể cả những cây như là cây bạch mai rừng của em đó, bạch mai rừng nó cục bú nè. Nó về cả nhà chưa biết gì, hãy để nguyên trong bầu cho em, nó cây sẽ tự hồi phục cả nhà ha. Cứ để nguyên trong bầu cho em là chắc chắn nhất là cây sẽ hồi phục thôi. Rồi, để không mất thời gian quý báu của cả nhà mình thì tối hôm nay em xin báo giá cây và cả nhà cộng thêm là 200 cước cho em nha. Báo giá cây cộng thêm 200 cước là số tiền bao gồm phí ship cho cả nhà luôn nha. Đó. Rồi, nó phát sinh bao nhiêu thì em sẽ chịu hết. Tại vì bên em đánh bầu hơi là to, em biết tiền cước sẽ hơn 200, nhưng mà báo vậy cho cả nhà gọn để cả nhà cân đối tài chính ha. Rồi, để không mất thời gian quý báu cả nhà, vào cái cây số 1 luôn chị. Cái này là mã số 1 luôn cả nhà nha. Mã của nó là số 1 luôn. Này, đo không được ra nha, tại để nó nở, để nở lắm cả nhà. Đó. Mình đo không thể đo xuống dưới được. Thôi. Đó, đi phần này thôi à. Có 35 à. 35, không phải là 35 bằng đó, tại bộ đế nó nở, chúng ta không thể đo xuống được cả nhà. Nó tay cành rất là đặc, cây đặc cả nhà nha. Tay cành đẹp lắm cả nhà, mềm lắm. Cành bay 60. Bay 60. Cao 55. Cao 55. Bầu đế 48. Bầu đế 48, chúng ta cùng xem bộ đế nữa cả nhà. Bộ đế nó gầm xuống đây nè, bởi vì em làm nghiêng. Em làm nghiêng như này, bộ đế nó gầm, do bộ đế nó gầm xuống cả nhà. Bộ đế gầm xuống nên em phải dựng dáng bay cái này mới đẹp cả nhà. Tại cái đường cao cong chỗ này rất là đẹp nha. Rồi, 1500k. 1500k. 1500k cộng 200 cước cả nhà nha. 1500k. Rồi quan trọng chị, tay cành rất là đều cả nhà, tay cành rất đều nha. 1500k. Rồi em xin phép xuống clip tại đây ạ. Rồi tiếp tục đến với cái mã số 2 của chúng ta, một cây một cốt rất là lực cả nhà nha. Cái thân của nó thì nó u nần cả nhà, thân thì u lên nha, rất là lực cả nhà nha, giống tập tạ nha. Cây mai này có phải đã qua quá trình tập gym rồi. Phình cả nha, một cục phình rất là cưng cả nhà. Vào thông số không chị, một cục phình không chị, đo dưới đó, đo đúng ở dưới ngay cái cổ để đầu tiên. 45, rồi đo ngay củ phình luôn chị. Đo lên anh em mới biết là nó sẽ phình. Nó phình nó phải to hơn. 46 cả nhà. Cả nhà u nần cả nhà ha. Đẹp quá nha. Cao 45. Cao 45 cả nhà, cây đặc cả nhà nha. Bầu đế 47. Bầu đế 47 luôn, quá đã cả nhà. Quá đã, cây này hàng độc cả nhà nha. Rồi, 2000k luôn cả nhà. Hàng độc cả nhà, 2000k nha. Một cây tập tạ cả nhà, 2000k, cây đặc cả nhà, hàng bao đặc cả nhà nha. Lên ba chi rất là đều cả nhà, bao đặt luôn. Bộ đế cả nhà cùng xem đây. Nè, 1 2 3 4 5. Full bầu cả nhà nha. Có cái rễ nó nằm bên đây cả nhà, thấy không? Này rễ nằm bên đây nè, mà chưa sôi xuống, tại rễ cám nó đã lên tới đây rồi. Tại em bán bao sống là quan trọng cái rễ cám lắm. Đó, 2000k. Rồi em xin phép xuống tiếp cái mã số 2 này. Đến với cái mã S3 chúng ta là cây quá độc cả nhà. Vào thông số nó chị. Cây này bảo đảm độc cả nhà ha. Xuống đi chị. Đó đâu đó đi. Cái này nó rễ rồi. Đâu? Rễ đâu bên đó. À đúng rồi, cái rổ cái rễ bên đó. 46. Chị đo được cái đó, ở dưới to lắm cả nhà nha. 46 hành, cái dưới đó to lắm. 50. Cái gì 50, cao 50 ha. Cao 50. Bầu đế 47 luôn, xoay vòng chị. Cây quá độc cả nhà, bầu đế quá quá dữ luôn cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Bầu đế dữ dội ha. Nó bầu đế kinh khủng nha, bầu đế quá dữ luôn cả nhà. Rồi, 2500k luôn cả nhà. Cây dầm rất là ok cả nhà ha. Đó. Những độ nào già, tay cành rút. Phía này là có lũa cả nhà nha. Phía này có lũa, chám cả nhà. Tay cành rút quá đẹp cả nhà, cây dồn già quá đẹp luôn, đáng luôn sưu tầm, hàng sưu tầm nha. Đế đẹp luôn cả nhà, đế đẹp luôn cả nhà. Nó quá ok ha, quá ok bộ đế, quá bộ đế quá dữ. 2500k cộng cước cả nhà nha, em xin phép xuống clip tại đây ạ. Rồi, tiếp tục đến với một cây bay của chúng ta, có bộ đế khủng khiếp luôn cả nhà. Bộ đế cực, phải nói là khủng khiếp cả nhà, quá kinh khủng cho bộ đế này. Vào đồng số luôn chị, hàng dữ cả nhà nha. Hàng này bộ đế với cái tàn nó là quá vip luôn cả nhà. 34. Quá dữ cả nhà. Cao 55. Cao 55.
Bầu đế 47 luôn cả nhà ơi. Rồi 1800k. 1800k cho một cây bay này, quá đỉnh, quá đỉnh. Bộ đế từ đế tới tai cành luôn cả nhà. Từ đế đến tai cành đều quá đỉnh luôn cả nhà ơi. Quá dữ dội, quá dữ dội luôn. Đúng ra là về em sẽ bỏ cái chi này luôn. Cái chi này bỏ ra là thoát. Nhìn cái tai cành bên này rút cả nhà. Nó chỉnh chưa tới cả nhà ha. Cắt bỏ cái chi này luôn. Đó, ra cái cây là quá đẹp luôn, thoát luôn, quá dữ luôn. Rồi 1800k, em xin phép xuống clip cái mã đi cái mã số 4 luôn cả nhà. Rồi, đến với tiếp tục cái một cái gốc tai cành quá đẹp cả nhà. Quá dữ luôn nha cả nhà. Quá dữ dội luôn. Vào lông số chị. Bộ đế cần dữ dội hơn cả nhà. Bộ đế nó lượng dữ lắm cả nhà ơi. Bộ đế quá đẹp luôn, bộ đế 24 giờ luôn cả nhà. Này, full bầu luôn nha. 36. Hoành là 36. Cao 1m4. Bầu đế 42. Bầu đế 42 luôn cả nhà ơi. Tai cành quá dữ, nó múa quá múa cả nhà ơi. Này, cây hơi lắc cả nhà nha, hơi lắc nha. Hơi lắc hình thú nha. 1 2 3 4 5. Cái bế đế này quá nhà. Đế này quá rồi, như trái măng cục luôn cả nhà ơi. Đế như trái măng cục luôn. Quá dữ rồi, tai cành quá đều luôn. Đó, bao sóng cả nhà nha. Rồi 2200k, 2200k luôn cả nhà mình ơi. 2200k, em xin phép xuống clip cái cây này luôn cả nhà. Đặt hết luôn nha nha, cây này đặt hết luôn nha nha. Rồi cái mã số 5 chúng ta đã đặt hết nha. Đến tiếp tục với cái mã số 6, chúng ta tiếp tục là một cây bay. Quá đỉnh cả nhà, cây bay quá đẹp cả nhà, cây bay này quá đẹp cả nhà. Đó, bộ đế là ok luôn cả nhà nha. Vào lông số luôn chị. Cây đặt cả nhà nha, cây đặt cả nhà. 38. Hoành là 38. Cây bay đẹp quá cả nhà. Tai cành đều quá. Cao 55. Cao 55. Tàn bay 71. Bay đo đúng chính xác cái tàn bay cao bao nhiêu chị? Sao đo nó coi cho có không chị? Xa cái nhánh bên đây nè. Ừ. 75. Bay là 75. Bay quá đẹp cả nhà ha. Bầu đế 40. Bầu đế 40, xoay vòng chị. Đó, cái thầy nhà thấy không? Nó bay dữ chưa? Quá dữ luôn cả nhà. Bầu đế. Bầu đế nè cả nhà. Đó. Quá êm cả nhà mình ơi, quá êm cả nhà mình ơi. Cây bay quá đẹp rồi à. Em thấy nó to lắm mà, có 38 gì đo lại rồi. Nó to lắm mà ta. Cây đẹp quá cả nhà. Đặt tay cành lắc. Cái chi bên đây lắc dữ lắm cả nhà nha. Lượn bên đây lượn qua lại cả nhà à. Đâu thì qua cái nhà mình xem nè. Chuẩn 38 cả nhà. Chuẩn 38 cả nhà nha. Do thấy cái mặt bên đây nó phình, nó to nở nè. Do mà thật sự là cái đê cấn cái rễ nên đâu không được. Cấn cái rễ của nó 38 hoành. Rồi 2500k. 2500k, 2500k luôn cả nhà mình nha. 2500k cả nhà mình ơi. Rồi, em xin phép xuống clip tại đây ạ. Đến tới một gốc mai quái của chúng ta cả nhà ơi. Hàng này hàng quái cả nhà nha, hàng độc lạ cả nhà nha. Đó. Lên cái chậu nó, lên cái chậu ở đây nó là cây VIP lắm đó nhà nhà nha. Đó, hàng dữ cả nhà. Vào lần số luôn chị. Tại là nó cái này phải đo ngay khúc đó thôi cả nhà, không có chỗ đo. To lắm cả nhà nha. 56. Hoành 56. Cục cái cục phần cục này to lắm cả nhà. Cây dài chét luôn, quá đã. Cao 75. Cao 75. Ừ, đo cái bay của nó luôn. Sáu mươi bảy. Bầu đế 40 luôn cả nhà ơi. Đó, quay chị. Đó, bộ đế là dữ dội cả nhà, nôm quái cả nhà nha. Phía đây là cái lũa cả nhà, phía đây là lũa, bên đây có lũa sẹp bên đây cả nhà. Đó, lũa thép này, rất cứng cả nhà nha. Vệ sinh xong phun lên cái cây rất đẹp. Phía đây đặt hết cả nhà. Đó, có phần lũa bên này thôi. Đó, hàng dữ ra nha, hàng dữ luôn nha, hàng độc nha cả nhà. Đó, đáng để sưu tầm nha cả nhà, lên cái chậu là thấy VIP rồi. Rồi 3000k, 3000k, 3000k cho gốc mai quái luôn cả nhà ơi. 3000k cả nhà ơi. Đó, hàng độc cho cả nhà sưu tầm nha. Hàng độc cho cả nhà sưu tầm nha, 3000k, 3000k thôi cả nhà mình ơi. Rồi, em xin phép xuống clip tại đây luôn cả nhà mình nha. Rồi, cây mã cái mã số 8 này cũng số 7 của chúng ta cũng là cây cua clip rồi cả nhà. Rất mong được sự tin tưởng và ủng hộ của cả nhà giúp em nha. Bên em bán cây là bao sống, cái nào là rõ ràng cái đó cả nhà nha. Bầu riêng là bầu riêng. Đó cả nhà cứ về nhà những cây quái cả nhà về nuôi trong bầu cho em như thế này là xong là ok cả nhà mình ha.
Rồi, chúc cả nhà có buổi tối nhiều niềm vui và sức khỏe và quây quần bên mái ấm gia đình của mình nha. Rồi, có đi chơi đi nhậu thì hãy nhớ chia sẻ giúp em ở nhà. Rồi bên em có thiếu sót gì cứ comment, cứ nhắn tin cho em để em rút kinh nghiệm, để em tiến bộ thêm từng ngày cả nhà ha. Nó cái nhà chốt cây thì điện thoại trực tiếp em qua số điện thoại là 0948 016 160, cho em xin một cái đăng ký, một cái like, một cái bình luận và một cái chia sẻ giùm em cả nhà nha. Tay chân giùm em cả nhà ơi, giúp em cả nhà nha, để em có động lực sẽ bao sống cho cả nhà và cố gắng đem những cây mai càng độc càng lạ về cho cả nhà nha. Còn không có độc lạ thì phải càng rẻ, thiệt là rẻ cho cả nhà nha. Rồi em xin phép xuống clip tại đây, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nha.